Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình làm cái clip này là mình cũng muốn nói tất cả những người có ý định làm YouTube và những người mới bắt đầu làm YouTube. Thì mình cũng có những cái lời để cũng chia sẻ đến những người mới. Mình chia sẻ với những gì mình đã trải qua, thì đó là một sự thật. Hình như giới bây giờ ai ai cũng hướng về cái việc mà người ta đặt nặng cái việc là làm YouTube kiếm tiền. Ai cũng nghĩ chắc nó dễ dàng và đơn giản lắm, nhưng thực chất là không như mọi người nghĩ đâu. Khó khăn lắm, khó vô cùng khó luôn. Mà theo mình được biết, với chính sách của năm 2020 này là YouTube, chính sách YouTube đưa đề ra rất là khó lắm luôn. Thì cái câu chuyện nó sẽ như thế này, là từ hồi giờ thì mình cũng vẫn có cái Gmail, mình cũng lên YouTube cũng xem bình thường giống như mọi người, nhưng mình chưa bao giờ biết được làm kênh YouTube để kiếm tiền này nọ. Nhưng mà vô tình thì khoảng hơn 3 tháng thì mình lướt qua YouTube thì mình lại thấy một cái clip nói về cái YouTube kiếm tiền, cái mình vào mình xem, mình mới thấy là cái cách người ta chỉ dạy để đăng ký kênh YouTube làm clip kiếm tiền rồi. Thì mình cũng vào xem thử. Và nói đúng hơn là cái thời điểm này, nói về cái vấn đề kinh tế của mình thì cũng đang khó khăn. Thì mình thấy vậy thì mình cũng vào kênh và đăng ký kiếm tiền. Nhưng mà thật chất ra nó có rất nhiều cái khó khăn đó. Người ta cứ nghĩ đơn giản, quay clip đăng lên là có thể kiếm tiền, nhưng mà chưa ai đi sâu vào bên trong. Những nhất là những người có ý định làm và những người mới bắt đầu làm, người ta cứ nghĩ đơn giản, nhưng mà không có đơn giản đâu. Mình gặp rất là nhiều khó khăn. Thực ra mình mới làm được hơn 3 tháng thôi, nhưng mình thấy muôn vàn cái chuyện khó khăn xảy đến với mình nhiều lắm. Có nhiều người ta nói đừng bao giờ mà nghĩ tới cái chuyện mà kiếm tiền, mình làm với cái sự đam mê của mình, làm với sự ham muốn đam mê của mình muốn làm YouTube. Thật ra không phải vậy đâu. Mình bảo đảm rằng là 80% là người ta suy nghĩ là làm để kiếm tiền, còn chỉ làm mà với cái sự đam mê thì chỉ có 20% thôi. Cho nên 80% người ta cứ suy nghĩ là làm YouTube kiếm tiền và cứ cắm đầu vào làm. Nhưng mà thật ra không hiểu được, nhiều cái khó khăn lắm. Nào là cộng đồng, chính sách về cộng đồng, rồi chính sách về bản quyền, nó rất rối nhiều thứ. Khi mà nó đã đủ cái số lượng quy định của YouTube là 1.000 subscribe với lại 4.000 giờ xem thật, thì nhiêu đó là nó đã rất là khó khăn rồi. Bắt đầu nó khó tiếp là cái đoạn mà là gửi báo cáo
để mình nhận được cái mã binh từ Google Adsense, rồi lại tiếp tục nó khó nữa là xác minh danh tính, nói chung nó nhiều 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 lắm. Cho nên á, mình muốn nói ở đây tại mình đã gặp khó khăn hơn 3 tháng nay rồi, khó khăn dữ lắm. Mục đích của mình thì cũng cũng đam mê thì cũng cũng có đam mê, nhưng mà thì vẫn là cái lớn hơn hết là muốn có một cái kênh YouTube được bật kiếm tiền. Và quá cái việc kiếm tiền là chính, là cái sự nó cao hơn cái chuyện đam mê. Cho nên đó, mình muốn tâm sự với những ai mà mới bắt đầu bước vào làm YouTube và đang có ý định làm YouTube thì nên hãy nghiên cứu cho thật kỹ lại và hãy suy nghĩ đắn đo. Không phải là dễ dàng đâu. Được một cái kênh đàng hoàng, được nhiều người chú ý, nhiều người xem, để cho đủ điều kiện bật kiếm tiền, không phải là một chuyện dễ, không phải là một sớm một chiều, nó khó lắm, khó khăn vô vàn. Mình gặp rất là nhiều khó khăn luôn. Hiện tại bây giờ mình đi còn chưa được nửa đường nữa, nhưng mình gặp muôn vàn sự khó khăn rồi. Mình cũng thường xuyên lên học hỏi, tìm kiếm những cái clip người ta chỉ dạy, nhưng mà học nhiều lắm nhưng mà cũng không có gì. Cái này là như là hên xui thôi. Hên đó thì một trong những video của các bạn ở trong kênh của bạn được YouTube đề xuất thì may ra nó đề xuất rồi thì nó có được nhiều lượt xem, rồi có nhiều người đăng ký thì may ra nó còn có cái chữ tiếng lên. Chứ còn mình thấy rất là khó khăn, khó ghê gớm luôn. Nhưng mà biết rằng là với ý định là để làm kiếm tiền, nhưng mà cũng trong đó cũng có một cái chút sự đam mê nữa. Cho nên thôi, mình cứ ráng theo, mình đầu tư cũng nhiều lắm. Có thể là đầu tư thời gian nè, đầu tư về cái mình làm bằng điện thoại thì đầu tư 3G là 3G nhiều lắm. Thì cũng làm ra một cái clip cũng 10 phút, mười mấy phút thôi là các bạn cũng hết nữa, 15 20 ngàn tiền 3G rồi. Đầu tư, vừa đầu tư tốn kém mà vừa khó khăn, suy nghĩ đúng cách. Mà quan trọng nhất là bạn làm cho thật, kênh của bạn những clip thật, chia sẻ thật thì mọi người mới cảm thấy thích hợp kênh của bạn thì đăng ký kênh bạn và sẽ xem vào kênh bạn xem nhiều, thì lúc đó bạn mới có khả năng, mới có được cái khả quan đó, đăng ký. Chứ thì mình cũng tâm sự làm YouTube không có dễ, nhưng mà các bạn nếu mà có chút đam mê thì hãy ráng cố gắng lên. Đây là cái sự, đây là cái lời tâm sự và lời chia sẻ thật nhất của mình. Chính mình đã bước vào làm YouTube là hơn 3 tháng rồi, nhưng mình đi chưa được nửa chặng đường. Nhiều lúc mình cảm thấy cũng chán nản lắm, nhưng mà thôi, ráng cố gắng, cố gắng thêm nữa, kênh mình thì sẽ đi tới đâu. Khuyên các bạn, những người bắt đầu bước chân vào làm YouTube và những người có ý định trước khi vào làm, thì mọi người hãy xem xét kỹ, tìm hiểu, học hỏi cho thật kỹ rồi mà mình bắt tay vào làm. Chứ đừng có nghe người ta làm
tiền nhiều tiền đó này, 100 đô, 1.000 đô rồi, ham mê mà vào làm coi như thất bại là các bạn sẽ đáng thêm, đáng nhiều, mình thấy khó khăn quá. Thì ngày hôm nay buồn buồn thì mình cũng làm một cái clip tâm sự chia sẻ cái nỗi lòng thật của mình như thế thôi, khi mình bước chân vào làm YouTube thì mọi người có quan tâm đến cái clip này thì mọi người cũng chia sẻ đây là nỗi lòng thật của mình, yêu mới thì cũng ai thì có ý thì cũng giúp đỡ mình. Bây giờ mình cũng không biết kêu gọi ai hết, mình chỉ mong mọi người hiểu được cái nỗi lòng mình chia sẻ lên đây, thì ai giúp được thì giúp, cũng chẳng phải giúp tiền giúp bạc gì, mà giúp chứ một cái sự hỗ trợ một cái vấn đề gì đó để mình có thể mình vững bước mình đi lên. Mình quyết mình sẽ tiếp tục đi theo cái con đường làm YouTube này cho đến khi thành công mới thôi. Thất bại mình sẽ làm tiếp, thất bại mình sẽ làm tiếp. Mọi người hãy chia sẻ ủng hộ cho mình. Bây giờ mình cũng không biết nói gì hơn nữa. Thôi. Thì mong mọi người ủng hộ cho mình. Chỉ vậy thôi, chứ mình còn không biết nói gì hơn. Thì mình cũng cầu mong rằng cái kênh của mình một ngày nó đi lên và một ngày mình sẽ thành công hơn. Thì bây giờ cuối cùng mình cũng cảm ơn mọi người, những ai đã cố gắng theo dõi và xem hết clip này. Bây giờ nếu yêu quý kênh mình thì cũng đừng quên ủng hộ mình, đăng ký kênh. Mình cũng xin tạm biệt, kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong clip khác. Chào tạm biệt nhé.